lão đặt thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số mày mắc nhọ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ chậu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mà giả. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh Bình giới thiệu. Bốc cái bát 20 và mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ heo thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Đi anh nói không? Bốc bát họ, bốc bát họ đi. Bốc bát họ, anh em là bốc bát họ đi. Bốc bát họ, bốc bát họ đi. Bốc bát họ, anh em là bốc bát họ đi. Người người bốc họ, nhà nhà bát họ. Alo là có tiền, chỉ có thể là bốc bát họ. Bốc bát họ, bốc bát họ đi. Bốc bát họ, anh em là bốc bát họ đi. Tất cả những bạn trẻ tuổi từ 18 đến vân vân, làm ăn có lỗ hay lỗ có bé đã có bát họ là ân nhân. Lời nói thân mật cử chỉ ăn cần giải ngân nhanh bảo mật thân phận. Mấy ông làm tiền mà làm lãnh đạo có khi là yêu nước thường dân. Đặc biệt là chế độ rất ưu tiên chị em trong ngành. Giai đoạn khởi nghiệp cần tiền filler tẩm trắng cho thật ngon lành. Gặp bé nào ngon canh thì có khả năng là anh em giúp. Đơn giản không thể chấp tài sản mà vẫn được vay tiền, có khi phải gọi